Nếu như anh chị mà đang làm trong ngành thời trang và chúng ta đang rất là đau đầu trong việc tốn kém chi phí cho việc thuê người mẫu để mà chụp ảnh cho những shop thời trang chúng ta, để giới thiệu những cái mẫu mã mới, những cái bộ trang phục mới, thì hôm nay đã có một cái giải pháp AI miễn phí để chúng ta có thể đưa những cái bộ trang phục đó lên những người ảnh mẫu ha. Và thậm chí là những người mẫu ảnh mẫu này chúng ta cũng không cần những người mẫu ảnh thật nữa, mà chúng ta có thể tự tạo nó trong AI ha, và chúng ta có thể sử dụng nó rất là dễ dàng nha anh chị. Xin chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay video này chúng ta sẽ nói về lĩnh vực thời trang ha. Khi mà anh chị làm trong lĩnh vực thời trang thì đôi khi chúng ta sẽ cần thuê những mẫu ảnh để chúng ta có thể chụp ảnh những bộ quần áo của chúng ta, thì chi phí thuê cũng khá là tốn kém, cộng với chi phí mà chúng ta thuê photographer để chúng ta chụp hình nữa ha, thì vừa tốn kém mà vừa mất thời gian nữa. Như vậy thì có AI nào có thể hỗ trợ chúng ta trong lĩnh vực này hay không? Thì hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cho các bạn một AI miễn phí cho ngành thời trang ha. Chúng ta có thể sử dụng AI này hoàn toàn miễn phí và chúng ta có thể đưa những mẫu quần áo của chúng ta lên cho một mẫu mặc, và chúng ta có thể sử dụng nó để mà chúng ta bán hàng, hoặc là chúng ta có thể làm marketing online để chúng ta có thể bán hàng chốt sale ha. Thì đây là một AI rất là hay và chúng ta có thể sử dụng nó cực kỳ là tốt. Anh chị hãy xem hết video này nhé. Chúng ta có thể đưa mẫu áo của shop chúng ta lên cho AI này và AI sẽ phối đồ lên một nhân vật mẫu, hoặc là chúng ta có thể đưa một mẫu quần lên chẳng hạn, thì AI này cũng có thể đưa lên cho nhân vật mẫu đó mặc được cái trang phục đó, hoặc là chúng ta có thể đưa nguyên một bộ váy cho một nhân vật và nó cũng có thể mặc bộ váy đó luôn, chứ không chỉ riêng lẻ là áo hoặc quần ha. Đây là một AI rất là hay và chúng ta có thể sử dụng được. Đầu tiên để mà sử dụng AI này thì anh chị hãy vào trang web tên là Dreamplay.ai ha. Thì đường dẫn này anh chị có thể xem trên màn hình ha. Chúng ta sẽ vào trang web này. Thì đây là một trang web mà chúng ta có thể đưa những bộ quần áo lên và cho cái màu ảnh mặc theo cái bộ quần áo có sẵn của shop của chúng ta ha. Ở trong đây khi mà anh chị vào trang web này chúng ta sẽ thấy giao diện như thế này, và chúng ta sẽ có thể kéo xuống dưới ha. Chúng ta thấy được hướng dẫn sử dụng cơ bản nè. Bước 1 là chọn các khu vực mà mặc quần áo cho mẫu, bước 2 là chọn nhân vật mẫu, và bước 3 là chọn cái phần quần áo. Rất là đơn giản thôi, chỉ có 3 bước như vậy thôi. Ở đây chúng ta có hai cách để sử dụng, một là sử dụng trên web trực tiếp, hai là sử dụng bản beta ở Discord. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các anh chị sử dụng trên web trước ha. Anh chị sẽ nhấp vào Start Generating Web và chúng ta sẽ sử dụng thử ha. Ở đây thì anh chị sẽ sign in cho mình một tài khoản Google nhé. Ok, sau khi mình sign in tài khoản Google thì mình sẽ đưa vào đây và nó sẽ có một cái trang web như thế này ha, và chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng đây. Chúng ta sẽ vào phần Dashboard. Ở đây anh chị có thể thấy nè, mẫu ảnh ở đây nó cũng đã đưa sẵn cho các anh chị và chúng ta có thể sử dụng những mẫu ảnh này luôn. Anh chị không cần phải tạo một cái mẫu ảnh nào khác nữa ha, và những mẫu ảnh này là những mẫu ảnh free và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ha. Đối với tài khoản miễn phí thì anh chị có thể thấy là ở đây chúng ta có thể sử dụng 2 free trial ha. Anh chị có thể thấy nè, tức là chúng ta có thể tạo được 2 bức hình cho nhân vật này. Còn nếu mà anh chị muốn upgrade lên thì anh chị có thể bấm vào Join Membership, thì chúng ta sẽ xem mức giá như thế nào ha. Đây, mức giá của nó đây. Theo tuần thì là khoảng $8 một tuần, còn nếu mà theo năm thì khoảng $80 một năm ha. Đây là mức giá anh chị có thể xem và anh chị có thể sử dụng nó ha. Chúng ta sẽ quay lại phiên bản miễn phí chúng ta sử dụng trước để xem nó sử dụng được như thế nào ha. Đầu tiên bên tay trái anh chị có thể thấy phần before nè, tức là mẫu ảnh có sẵn, và đây là mẫu áo nè, mẫu quần của nhân vật này mặc ha. Cái phần bên tay phải phần màu đen hiện tại tức là sau khi chúng ta phối đồ lên nhân vật này sẽ mặc đồ như thế nào, chúng ta có thể xem thử trước. Rồi ở bên phần này, ở mục đầu tiên là Select Clothing Type thì anh chị có thể thấy là nó có 3 phần: Top, Bottom hoặc là One Piece Outfit ha. Tức là sao? Phần Top anh chị chọn phần Top này thì AI này nó sẽ chuyển cái phần ở trên của nhân vật, tức là cái áo thì nó sẽ chuyển cái phần áo này theo như mẫu của chúng ta muốn. Còn phần Bottom tức là nó sẽ chuyển cái phần quần, phần phía dưới phần quần của nhân vật thành cái phần mẫu chúng ta muốn. Còn cái phần One Piece Outfit thì chúng ta sẽ chọn được những mẫu đầm chẳng hạn, thì chúng ta có thể đưa những cái mẫu của chúng ta lên đây ha. Thì đó là 3 cái dạng mà chúng ta có thể sử dụng hiện tại. Những cái phụ kiện ví dụ như giày, dép hoặc là mắt kính, đồng hồ thì hiện tại nó chưa sử dụng được, nhưng mình nghĩ sắp tới khả năng cao là nó cũng sẽ có thể sử dụng được ha. Hiện tại chúng ta có thể thay đổi quần áo hoặc là đầm, những cái loại trang phục ha. Đầu tiên mình sẽ thử phần top trước. thì chúng ta sẽ nhấp vào phần tab này và anh chị sẽ chọn màu ảnh ở dưới ha, select image ở dưới này. Chúng ta sẽ chọn một mẫu, ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một mẫu nữ chẳng hạn. Mình sẽ chọn mẫu nữ này. Rồi phần ở dưới này á, là select clothing, tức là chọn cái mẫu quần áo á. Thì đây nó cho chúng ta một số mẫu quần áo, nhưng mà đương nhiên là chúng ta sẽ không sử dụng mẫu quần áo của họ rồi, mà chúng ta sẽ sử dụng mẫu quần áo của riêng của chúng ta, đúng không? Thì ở đây có một nhược điểm khi mà chúng ta sử dụng cái bản trên web á, là chúng ta không thể upload cái mẫu quần áo của chúng ta lên khi mà chúng ta đang sử dụng cái bản miễn phí. Anh chị có thể thấy ở đây có một cái hình vương miện nè, tức là chúng ta chỉ có thể sử dụng những cái mẫu nào có sẵn của họ và không sử dụng được cái bản miễn phí ha. Nhưng mà anh chị cũng đừng có lo lắng. Ở cái bước thứ hai á, mình sẽ chỉ cho anh chị cách làm sao để chúng ta sử dụng được mẫu của chúng ta luôn. Chúng ta không cần phải sử dụng những cái mẫu sẵn có trên đây. Ở đây hiện tại trên bản web này thì nó khá là bị hạn chế ha. Mình sẽ chỉ cho anh chị cách thứ hai chúng ta sử dụng như thế nào. Chúng ta cũng sẽ xem qua trước cái bản thứ nhất này để xem nó hoạt động như thế nào ha. Chúng ta sẽ chọn cái mẫu ảnh ở đây. Ví dụ như mẫu nữ này nè, mình muốn chọn lại cái mẫu áo trắng đi. Mình sẽ nhấp vào đây và chúng ta sẽ generate. Mình sẽ thử trước xem như thế nào ha, cách hoạt động như thế nào. Còn ở cách thứ hai á, khi mà chúng ta sử dụng trên cái trang Dressplay nè, mình sẽ chỉ cho anh chị cách làm sao để đưa cái mẫu áo của chúng ta lên, hoặc là mẫu quần, mẫu đồng của chúng ta lên luôn ha. Chúng ta không cần sử dụng những mẫu có sẵn của họ đâu. Đấy, chúng ta có thể thấy ha, ở đây họ đã quét cái hình nhân vật đầu tiên và chúng ta sẽ đưa được nhân vật của chúng ta mặc cái mẫu áo như là mẫu áo chúng ta chọn ha. Rất là đơn giản thôi. Đối với mẫu quần cũng vậy, giả sử như khi mà chúng ta phải chọn phần bottom á, thì chúng ta sẽ chọn nhân vật mẫu ảnh trước. Ví dụ như mẫu ảnh là nữ hoặc nam, chúng ta chọn mẫu quần dưới đây và chúng ta cũng generate. Mẫu one piece outfit á, thì nó cũng giống như vậy ha. Mẫu đầm hoặc là mẫu váy thì nó cũng giống như vậy ha. Ví dụ như mình thử một phần nữa cho nó hết cái phần trial này ha, và chúng ta sẽ đi qua đến bước thứ hai. Giả sử như thế này, mình chọn mẫu ảnh này đi và chúng ta sẽ chọn mẫu quần áo này chẳng hạn và mình generate. Thì nó sẽ generate cho mình và nó sẽ thay quần áo của nhân vật nữ này thành một cái mẫu này cho chúng ta ha. Rất là hợp lý ha. Nếu như anh chị muốn sử dụng cái mẫu ảnh của mình mà trên web trực tiếp như thế này, nó rất là trực quan, nó dễ thực hiện, thì anh chị có thể nâng cấp vào bản trả phí ha. Giá bản trả phí như thế nào thì lúc nãy mình có nói rồi đó. Còn giả sử như bây giờ chúng ta muốn sử dụng mẫu của chúng ta, tức là chúng ta sử dụng người mẫu của chúng ta luôn, chúng ta không muốn sử dụng người mẫu của họ nữa, và chúng ta sử dụng trang phục của chúng ta luôn, chúng ta không sử dụng trang phục của họ luôn, nhưng mà vẫn miễn phí thì nó mới hay chứ. Thì mình sẽ chỉ cho anh chị cách như thế nào để chúng ta sử dụng ha. Anh chị sẽ lock out tài khoản này ra trước. Đấy, chúng ta sẽ lock out tài khoản này ra trước. Nó sẽ đưa về cái trang là Dressplay.ai ha, như lúc đầu ha. Anh chị sẽ bấm vào Join the Beta Discord thì nó sẽ mở ra một giao diện như thế này. Anh chị sẽ bấm vào Accept Invite ha. Nếu như anh chị chưa có tài khoản Discord, tới bước này nó sẽ yêu cầu anh chị tạo một tài khoản Discord, rất là đơn giản, miễn phí thôi. Còn nếu anh chị đã có tài khoản Discord rồi thì nó sẽ đưa thẳng cho anh chị đến giao diện của tài khoản Discord giống như thế này. Mình ở đây mình đang có một cái tài khoản giao diện của Discord ha, thì nó sẽ đưa cho chúng ta đến tài khoản như thế này. Ở đây á, anh chị sẽ thấy là cái phần hình con mèo màu đen á, đó là cái giao diện của cái trang Dressplay này. Thì khi mà chúng ta vào đây á, anh chị sẽ thấy có hai cái phần Generate Room 1 và Room 2. Anh chị có thể bấm vào bất kỳ cái phần Generate Room nào ha. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo hình ảnh một trong hai room này, room nào cũng được nha anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là bấm vào phần Duyệt Generate ha, để chúng ta bắt đầu tạo hình. Anh chị sẽ bấm vào Duyệt và anh chị chọn cái hình đầu tiên á, nó sẽ có cái chữ Generate. Phần Time này á, là chúng ta sẽ chọn top, bottom hoặc là phần one piece outfit ha, giống như ở trên phiên bản web, tức là chúng ta sẽ chọn thay áo, thay quần hoặc là thay cả bộ ha. Rồi anh chị ở đây sẽ thấy có hai phần. Ở phần đầu tiên á, là model image, thì mình sẽ kéo hình của người mẫu của mình vào đây. Hình thứ hai á, là phần close image á, thì mình sẽ kéo phần tương ứng với cái phần mà mình đã chọn ha. Ví dụ mình đã chọn phần top, tức là mình thay cái áo á, thì mình sẽ kéo nhân vật người mẫu vào đây và mình sẽ kéo phần áo của shop mình á, mình kéo vào đây, sau đó mình enter thôi. Thì anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ chờ ha, và nó sẽ bắt đầu nó thực hiện cái tác vụ này cho chúng ta. Để anh chị có thể thấy chúng ta đã có kết quả rồi, rất là nhanh chóng và dễ dàng ha anh chị. Đây là mẫu ảnh mà lúc đầu mình đưa lên, và đây á, là mẫu áo của shop mình. Đây là kết quả cuối cùng. Mẫu ảnh này á, đã được thay chiếc áo bằng chiếc áo của mình đưa vào. Rất là nhanh chóng và hiệu quả nha anh chị. Chúng ta có thể lưu hình ảnh này về và chúng ta sử dụng rồi. Ví dụ như chúng ta muốn thay thế một mẫu quần đi, thì chúng ta sẽ chọn thay là bottom, sau đó chúng ta cũng kéo người mẫu này vào và chúng ta sẽ kéo phần quần, cái mẫu ảnh quần á, ví dụ như đây mình sẽ chọn một cái loại quần jean đi, thì mình sẽ chọn jean và mình enter, chúng ta sẽ tiếp tục chờ. Đấy, rất nhanh chóng ha, kết quả chúng ta cũng đã có rồi. Đây là mẫu ảnh lúc đầu chúng ta đưa vào này, và đây là mẫu quần jean của shop chúng ta. Kết quả cuối cùng á, là nhân vật này đã được thay bằng chiếc quần jean ha. Rất nhanh chóng anh chị, hoàn toàn miễn phí nếu chúng ta sử dụng phiên bản trên Discord này. Tại vì ở trên Discord á, nó đang cho chúng ta là bản retrial ha, bản phiên bản beta, bản trial ha, rất là dễ dàng. Còn giả sử như chúng ta muốn mà thay cả bộ quần áo cho nhân vật luôn á, ở đây là mình thay một chiếc đầm cho cô gái này chẳng hạn, thì mình sẽ đưa hình cô gái này lên ha, chúng ta sẽ chọn thay là one piece outfit ha, và anh chị sẽ thấy là kéo, sau khi mà chúng ta kéo mẫu ảnh và cũng như là kéo phần đầm của nhân vật vào á, chúng ta enter và chúng ta sẽ đợi kết quả thử như xem như thế nào ha. Đấy, rất nhanh chóng nha anh chị. Đây là mẫu ảnh cô gái ha, mặc áo thun và quần kaki ha. Chúng ta sẽ đưa vào đây một bộ đồ đầm này, và nó sẽ đưa cho cô gái này mặc bộ đồ đầm ha. Anh chị thấy là nó sẽ tỷ lệ theo cái cơ thể của cô gái này luôn nha anh chị. Chúng ta sẽ thử một cái dạng khác, ví dụ như dạng đằng sau lưng đi chẳng hạn, thì mình thử xem là Dressplay này nó có hiểu được hay không. Tức là mình sẽ đưa lên một cái mẫu ảnh, nhưng mà không phải là chụp trước mặt mà là chụp từ sau lưng đến, và chúng ta sẽ đưa một bộ quần áo vào đây, thì nó sẽ báo cho chúng ta một cái lỗi, đó là Back View Detected nè, tức là chụp từ phía sau lưng đến á. Khi mà chúng ta sử dụng tâm Dressplay nè, chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng những mẫu ảnh mà chụp từ sau lưng tới ha. Mình sẽ thử lại một dạng khác, ví dụ như là bây giờ mình sẽ chọn phía dưới đi, và mình sẽ đưa một cái hình ảnh của một mẫu nam vào, nhưng mà không có thấy mặt nha, chỉ là từ bụng trở xuống thôi, và chúng ta sẽ chọn cái phần quần jean giống như cái cách lúc nãy chúng ta làm, nhưng mà không có gương mặt nhân vật ha, và chúng ta sẽ enter. Thì lúc này á, nó cũng sẽ báo lỗi nha anh chị, nó sẽ báo lỗi là No Person Detected ha, tức là không có người á. Cơ bản á, là nó sẽ không hiểu được là khi mà chúng ta đưa một cái phần phía dưới thôi á, thì nó sẽ không hiểu được là có gương mặt người hay như thế nào, thì nó sẽ không có thay đổi được cái quần áo ha. Nên khi mà anh chị sử dụng á, anh chị cần phải tránh những trường hợp này. Khi chúng ta đưa màu ảnh lên á, thì tốt nhất là ảnh cơ thể là full body ha, từ trên xuống dưới luôn, chứ đừng có chọn một phần nào hết ha, thì nó sẽ khó. Rồi giả sử mình thử một cái dạng khác, mình sẽ chọn là One Piece Outfit ha, mình sẽ chọn là mẫu nữ này, và mình sẽ chọn lại cái bộ trang phục này, và mẫu nữ này á, là mẫu nữ đang ngồi ha, tức là không phải là mẫu nữ đứng. Ở những cái dạng khác nhau thì mình thử xem cái Dressplay này nó có thể hoạt động được hay không. Đây, rất là nhanh chóng anh chị, và nó cũng đã thay được cho mình mẫu ảnh ha, dù là mẫu ảnh ngồi như thế này, nó cũng đã đưa được cái bộ đầm vào trong đây, và dáng của mẫu ảnh á, thì nó vẫn như thế này ha. Khi mà chúng ta sử dụng trong đây, anh chị có thể thấy nè, cái bộ trang phục khi mà đưa lên á, nó sẽ tự động nó co bóp theo cái dạng mà tỷ lệ của cái cơ thể của người đó ha. Ví dụ người đó ốm hơn chút thì nó sẽ co lại cho ốm hơn chút, còn nếu mà người đó mập hơn chút thì nó sẽ kéo ra thành mập hơn chút ha, nó sẽ theo cái tỷ lệ cơ thể người đó. Bây giờ mình sẽ thử một cái dạng khác, đó là mình sẽ chọn thử là mắt kính hay là những phụ kiện, thì ở trong đây nó có thể làm được không. Ví dụ như mình sẽ chọn phần top nè ha, tức là phần ở trên, mình kéo nhân vật, một nhân vật nam đi, mình sẽ kéo nhân vật nam này không có đeo mắt kính ha, sau đó mình kéo lại không phải là cái áo nữa mà một cái phụ kiện như là cái mắt kính đi, để mình thử xem nó có thể đeo mắt kính này cho nhân vật nam được hay không, thì chúng ta sẽ xem thử kết quả ha. Đó, cuối cùng nó đã báo cho chúng ta là No Clothing Detected ha, tức là không có phát hiện ra được cái bộ quần áo nào hết á, tức là những cái phụ kiện á, giống như là giày dép hoặc là trang sức hoặc là kiểu như mắt kính á, thì nó chưa có tạo được nha anh chị. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử một dạng khác, ví dụ như bên đây mình sẽ chọn cái phần One Piece Outfit ha, mình sẽ đưa mẫu ảnh là một mẫu ảnh nữ vào đây, chúng ta sẽ thử một cái dạng như thế này để xem coi nó có hoạt động được hay không anh chị. Mình sẽ đưa mẫu ảnh này vào đây, và mình sẽ đưa bộ trang phục là bộ trang phục như thế này. Đấy, nhưng mà bộ trang phục này á, kích thước nó khá là nhỏ ha, nó chỉ có 461 x 495 pixel thôi, thì nó đã báo cho chúng ta là khung hình này á, nó đã quá nhỏ, cái hình ảnh á, nó cần ít nhất là bằng 720 pixel thì mới được, hoặc là độ cao thì ít nhất là phải 960 pixel thì mới được ha. Đấy, thì chúng ta không thể nào sử dụng những hình ảnh mà có tỷ lệ hình ảnh nó quá nhỏ anh chị. Khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta cũng phải lưu ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại bằng cách là chúng ta sẽ generate. Sau khi mà chúng ta đã đưa cái hình ảnh chất lượng cao vào đây á, thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa mẫu ảnh vào đây, đưa bộ trang phục vào đây, và chúng ta thử enter ha. Thì anh chị cũng thấy á, là ở đây nó sẽ báo lỗi cho chúng ta, tức là nó chỉ chấp nhận các định dạng là JPG, JPEG hoặc là PNG thôi ha. các định dạng khác của cái file ảnh thì nó sẽ không chấp nhận được. Để chúng ta khi mà chúng ta sử dụng, anh chị cũng biết mẫu ảnh và cái phần trang phục mình đều đưa về dạng PNG hết rồi, để mình thử xem nó có thể hoạt động được không ha. Thì mình nghĩ khả năng cao là nó cũng không hoạt động được, bởi vì cái bộ trang phục này có vẻ là không phù hợp yêu cầu sử dụng của cái Dressplay này. Mình nghĩ là nó sẽ không cho phép chúng ta sử dụng đâu. Đúng như mình dự đoán anh chị, nó đã không cho phép chúng ta sử dụng, tại vì phần trang phục này chúng ta đưa vào nó không phù hợp với lại cái nội dung Dressplay cho sử dụng như thế nào ha. Thì khi mà anh chị sử dụng, anh chị nên tránh những cái dạng trang phục như thế này ha. Giả sử như anh chị mình có những người mẫu ảnh từ trước thì chúng ta có thể sử dụng những mẫu ảnh đó ha. Chúng ta có thể đưa những bộ trang phục lên và chúng ta thay. Nhưng mà giả sử như chúng ta chưa có mẫu ảnh luôn, chúng ta muốn sử dụng AI luôn, thì chúng ta có thể sử dụng một công cụ gọi là Midjourney ha, để mà tạo người mẫu ảnh. Nhưng mà công cụ này thì nó sẽ không có phiên bản miễn phí nha anh chị. Phiên bản nó luôn luôn là phiên bản trả phí thôi. Thì anh chị có thể xem ở đây là phiên bản trả phí nó ít nhất là 10 đô một tháng ha. Lý do tại sao mà chúng ta sử dụng Midjourney mà không phải là sử dụng một số công cụ khác, ví dụ là Leonardo AI hoặc là Dreamplay AI chẳng hạn, nó cũng có tính năng tạo người mẫu mà. Lý do là vì ở trong Midjourney tạo người mẫu rất là chân thật nha anh chị. Anh chị có thể xem và anh chị có thể không nhận biết được đó là người mẫu AI luôn. Chúng ta sẽ khó mà nhận biết được. Còn đối với những công cụ khác thì nó tạo mẫu ảnh ra, nó vẫn còn cái gì đó, nó nhìn rất là AI anh chị, nó không có chân thực và nó chưa có đạt được cái độ chân thực so với Midjourney. Đó lý do tại sao mà chúng ta sử dụng Midjourney để chúng ta tạo mẫu ảnh ha. Giả sử như shop anh chị mà vẫn chưa có mẫu ảnh luôn thì chúng ta phải tạo mẫu ảnh, thì chúng ta nên đầu tư Midjourney để chúng ta tạo ha. Thì một số room để chúng ta tạo mẫu ảnh rất là đơn giản thôi. Giả sử như anh chị mà tạo dạng người mẫu nam hoặc nữ đấy, chúng ta chỉ lấy cái phần trên thôi thì chúng ta có thể sử dụng cái room giống như thế này ha. Tất cả room này mình đều sẽ để ở dưới phần comment để cho anh chị có thể thấy được và anh chị có thể copy nó về chúng ta có thể sử dụng ha. Đấy, chúng ta có mẫu room cho nam, mẫu room cho nữ, mẫu room cho nam theo dạng là đường phố chẳng hạn, hoặc là mẫu nữ theo dạng là có thể là ngồi hoặc là đứng hay là như thế nào đấy. Nó đều có những cái mẫu như thế này và mình sẽ đưa tất cả room này xuống phần comment để anh chị có thể copy về anh chị sử dụng trong Midjourney ha. Ok anh chị, đó là hướng dẫn của mình về cách sử dụng AI cho ngành thời trang, cho lĩnh vực thời trang. Và AI này hoàn toàn miễn phí, chúng ta có thể sử dụng cho thời trang. Chúng ta có thể đưa những bộ trang phục cho người mẫu ảnh để người mẫu ảnh này mặc và tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho shop thời trang của chúng ta ha. Rất là hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh chị trong việc mà tiết kiệm được chi phí. Chúng ta có thể sử dụng nó cho mục đích thương mại hoặc là chúng ta có thể sử dụng nó dành cho shop thời trang của chúng ta ha. Thì nếu mà anh chị thấy hay anh chị cho mình một like, một subscribe video này nhé. Rất là cảm ơn anh chị. Và nếu như anh chị mà muốn biết thêm nhiều cái case study khác, anh chị muốn biết thêm nhiều cách sử dụng công cụ AI khác từ A tới Z, từ chưa biết gì về AI luôn anh chị có thể sử dụng nó và anh chị có thể sử dụng thuần thục tạo ra những hình ảnh, những video cực kỳ chất lượng ha. Thì anh chị có thể tham khảo khóa e-learning của mình phía dưới nha. Khóa e-learning này mình xây dựng cho anh chị là từ chưa biết gì về AI, thậm chí là chưa biết gì về tiếng Anh luôn, anh chị vẫn có thể sử dụng nó rất là thành thạo ha. Chúng ta sẽ sử dụng những công cụ như thế nào, chúng ta kết hợp như thế nào và tư duy chúng ta sử dụng công cụ như thế nào để chúng ta có thể tạo ra những thành phẩm chúng ta. Khóa này thì mình đầu tư rất là nhiều thời gian và chất xám vào đây nha anh chị, để cho anh chị có thể sử dụng nó phục vụ vào những công việc thực tế của chúng ta ha. Anh chị có thể đăng ký học thử ở đường link ở dưới phần mô tả nha. Bye bye anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau nha.